Giáp chỉ vừa vứt ra mà. Sao chị vứt ra sao đường như này? Ừ thì Giáp không vứt ra đường thì vứt ra đâu? Cậu ngon quá, ngào hút suốt. Ngon thật đấy. Cái này chú đi học về ngày nào cũng được không ăn. Mẹ lúc nào cũng cho mình tiền mua đồ ăn, ngon quá. Ngon chứ. À la 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 la. Sao ai em nó tắt vào đường. À, không làm chưa? À, lại làm ăn. Ơ, sao em? Ừ, đây là rác chị vừa vứt ra mà. Sao chị vứt ra sao đường như này? Ừ thì rác không vứt ra đường thì vứt ra đâu? Chị có biết à? Khó thở thì sao mà chị vứt ra cả đường á? Ô nhiễm môi trường lắm đấy chị. Thì chị tưởng vứt ra đường rồi các bác nào công các bác quét rác đi. Nào là bác ra công với quét lá này, quét hết mọi thứ còn chị còn vứt ở đây nữa. Tại chị mà bác ra công phải quét được thứ nữa. Chị xin lỗi, chị sai rồi. Chị không nghĩ là cứ vứt ra đường đấy rồi để bác ấy quét cô. Bây giờ nhá, chị cầm hết rác lại phân biệt ra. Bây giờ nhá, ở trên thùng rác các chị không vứt. Ồ thì chị không biết thôi, bây giờ chị nhặt lại rồi chị vứt. Em nhặt cùng chị đi rồi hai chị em mình đi vứt. Phải phân biệt. Cái này ra cái nào thì chị không nhớ lời của cô giáo à? Chị có nhớ nhưng mà tại chị ăn xong tiện tay chị vứt luôn ý mà. Chị biết chị sai rồi, chị từ đây chị sẽ vứt ở thùng rác ở cạnh trường. Thôi chị cầm cho rồi chị vứt. Em ăn không à? Ừ chị có, hôm đấy chị có học bài đấy nhưng mà bữa ấy cứ kiểu tiện tay ăn xong khoảng em bù cái bởi vì nhìn bên cạnh không thấy thùng rác đâu. Thùng rác ở mãi đằng kia mà. Thôi chị em đi vứt rác rồi rồi. Làm sao ấy, chị không bao giờ vứt rác vừa bãi nơi đâu nhá. Chúng ta là những học sinh ngoan mà. Yeah. Phải phải.